Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết đêm 21 và 22 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến 3. Sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 15 đến 18 độ C, phía Nam 17 đến 20 độ C. Cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 27 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 21 đến 24 độ C, phía Nam trên 24 độ C. Cao nhất phía Bắc từ 26 đến 29 độ C, phía Nam từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Riêng miền Tây có nơi dưới 30 độ C.